nay có món quà tình thương của chị Phương Anh Chiết ở bên nước Úc á. Mùa Du Lan lại về, vợ chồng của anh chị trao tặng món quà tình thương nên con mới có dịp đến với hoàn cảnh lại gia đình của ông bà. Bà nay cũng lớn tuổi rồi, bị bệnh đau trong người nhưng mà cũng không có tiền để điều trị nữa. Chỉ biết là để dành tiền để chăm sóc cho người chồng của mình đang nằm tại giường mà thôi, không có đi được, ông nằm một chỗ rồi. Nay món quà tình thương của chị Phương Anh Chiết gửi tặng cho bà 300 ngàn, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà ban phước lành cho gia đình của chị Phương và Anh Chiết làm ăn có nhiều tài lộc, để giúp bà con nơi quê nhà có nhiều cảnh hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho vợ chồng của anh chị tăng phước tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, sầu nguyện tiền tâm sở cầu như ý, luôn sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cảm tạ món quà tình thương ngày hôm nay vợ chồng của anh chị gửi tặng cho hoàn cảnh gia đình của ông bà. Bà ơi, nay có chị Phương và anh chị ở nơi xa tặng cho bà món quà tình thương này, bà có gửi lời gì bà tâm sự và chia sẻ nhé. Vậy thôi, tôi cảm ơn cô Phương và cậu Chiết rất nhiều nha. Giờ nuôi ổng lâu là cũng khổ, cầu cứu cô tiền thì cô không biết nói gì hơn, thôi cô rất cảm ơn. Cầu chúc vợ chồng, vợ chúc vợ chồng được giàu giàu sức khỏe nha, sống được hạnh phúc để làm có tiền, có gì cứu cô thì cô văn ơn. Bây giờ nuôi ổng lâu quá khổ rồi, không còn khả năng để giúp ổng nữa. Dạ. Vì ổng đau 20 năm rồi. Dạ, nằm một chỗ thôi hả bà? Ổng nằm đến 20 năm rồi. Ngày nào cũng có thuốc trong người đó, tả rồi ăn uống mà thấy cũng tội quá. Dạ. Nuôi này tới đâu hay tới đó, bây giờ cô không có bỏ đâu thiệt. Thương thà cô ăn muối với chịu khổ. Yeah. Không có thuốc uống thì mua liều hay liều giảm đau uống thôi, chứ không dám đi khám bệnh. Bởi vì tình chồng bây giờ trăm năm vàng đá bà ha. Với ông ngã ra bệnh. Yeah. Nói chung mình cũng nghèo là đâu có tiền để lo nhiều. Yeah. Rồi, cô cũng chúc cho bà nhiều sức khỏe để chăm sóc cho anh với bà. Nếu mà đủ duyên lành có món quà tiếp theo nữa, con quay trở lại với hoàn cảnh gia đình của bà nha. Có rồi. Gì cũng cô, dạ. Cô cảm ơn. Bà niệm Phật với con để hồi hướng công đức lành nha bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, có món quà nữa con quay trở lại với anh với bà. Có gì giúp cô. Dạ, con mua khi đạp vợ. Ông ơi, con cũng chào ông luôn nha ông. Con về nha ông ơi. Dạ rồi, em mua khi đạp vợ rất là thương. Cho hoàn cảnh của ông nằm một chỗ rồi.